vũ trụ của chúng ta được sinh ra như thế nào? Và nếu câu hỏi này có vẻ khó trả lời, vậy trước vũ trụ là gì? Trong khi các nhà khoa học đang tìm kiếm đáp án cho câu hỏi khó nhất trong lịch sử, hãy tìm hiểu xem họ đã có những thông tin gì cho đến nay nhé. Vào thế kỷ 20, chúng ta đã nhen nhóm làm sáng tỏ được bí ẩn này. Tất cả đều nhờ người này, Edwin Hubble. Một ngày nọ, trên núi Wilson ở Nam California, ông ấy hướng kính viễn vọng lên bầu trời và phát hiện ra rằng những đám mây khí ngẫu nhiên bay khắp nơi này thực ra là các thiên hà khác, và có rất nhiều thiên hà. Ngoài ra, ông cũng học được một điều nữa, một điều đã mãi mãi làm thay đổi thế giới: các thiên hà đang chuyển động. Bạn có thể hỏi, thì sao? Chà, điều này mang một ý nghĩa rất quan trọng. Vũ trụ đang mở rộng, và nếu nó đang mở rộng thì hẳn nó phải có khởi đầu, phải không? Giờ thì chúng ta sẽ xoay ngược thời gian và xem nơi khởi đầu đó. Các nhà khoa học đã mất thêm nhiều năm để đưa ra một lý thuyết chính thức, lý thuyết vụ nổ lớn, và nó như sau. Hư không đã từng ở bất cứ đâu, bởi vì cả khi nào và ở đâu đều chưa tồn tại. Bạn hiểu chứ? Nhưng trên thực tế không phải. Đã có một thứ, nó được gọi là điểm kỳ dị vũ trụ. Đó là trạng thái của vũ trụ, trong đó nó cực kỳ nhỏ, đặc và rất rất nóng. Hãy tưởng tượng nếu vũ trụ của chúng ta bị nén lại thành một quả bóng nhỏ, áp suất và nhiệt độ bên trong sẽ cực kỳ lớn. Đến một thời điểm, nó sẽ không chịu nổi nữa, và ta có vụ nổ lớn. Đó là một vụ nổ năng lượng và vật chất, từ đó tạo ra mọi thứ mà chúng ta thấy ngày nay. Thời gian và không gian, các lực vật lý cơ bản, vân vân, nó cũng phân tán hạt quark ra khắp nơi. Quark là các hạt siêu nhỏ cấu thành thế giới của chúng ta, và chúng đang sôi sục bên trong nước hầm vũ trụ, nóng như thiêu đốt. Khi nó nguội đi, lực hấp dẫn bắt đầu hút chúng lại với nhau. Chúng tập hợp lại thành nguyên tử, rồi phân tử, rồi thành vật thể đầu tiên trên thế giới, các ngôi sao. Và tất cả điều này đã xảy ra chỉ khoảng 12 đến 14 tỷ năm trước. Được rồi, bây giờ chúng ta biết vũ trụ được tạo thành như thế nào. Nhưng trước đó là gì? Alan Havergood, nhà vật lý lý thuyết và vũ trụ học người Mỹ, đã cống hiến cả đời cho việc giải đáp bí ẩn này. Sau khi nghiên cứu lý thuyết vụ nổ lớn, Good đã tìm thấy một số lỗi trong đó. Ví dụ, sự phân bố vật chất rất đồng đều, dù lẽ ra nó không nên như vậy. Hãy treo một quả bóng bay chứa sơn lên trần nhà và trải toang vẽ trắng trên sàn. Nếu chúng ta thả quả bóng bay xuống, nó sẽ nổ tung và chúng ta sẽ thấy sơn bắn tung tóe trên toang vẽ. Một loạt các điểm nằm rải rác một cách ngẫu nhiên, không điểm nào giống điểm nào. Nhưng vũ trụ sơ khai không giống như vậy. Thay vì ném một quả bóng sơn từ trần nhà, hãy vẽ một chấm nhỏ màu đỏ trên toang. Giờ thì hãy mở rộng nó thêm một chút và thêm nữa, và dùng công nghệ chụp từng khung để chụp lại cảnh này. Chúng ta sẽ thấy một vòng tròn dần dần lớn lên theo mọi hướng. Đó là thực tế, vũ trụ sơ khai rất đồng đều và cân xứng. Đó là khám phá của Good, lý thuyết lạm phát. Lý thuyết đó như sau: trước vụ nổ lớn đã có một loại lực nào đó tạo cho tiếng nổ gia tốc mạnh. Lực này có thể phân phối mọi thứ trong không gian đồng đều ngay lập tức. Lý thuyết của Good đã thành công vang dội, và giờ đây hầu hết các nhà khoa học đều nghiên cứu dựa trên lý thuyết này. Đối với phần đông, ý tưởng về sự ra đời của vũ trụ đã khá đầy đủ. Phần đông thôi, chứ không phải tất cả. Năm 1991, một nhà vũ trụ học ở Đại học Stanford tên là Andre Lind đã gửi một bài báo, trong đó ý chính là có khả năng vũ trụ đã được tạo ra từ một phòng thí nghiệm. Giải thuyết của ông cho rằng có thể một nền văn minh tiên tiến ở đâu đó ngoài kia đã tạo ra vũ trụ của chúng ta. Nền văn minh đó đã tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới, mà sau này đã phát triển thêm các hành tinh, ngôi sao và các dạng sống thông minh của nó. 30 năm sau, nhiều nhà khoa học đã xem xét giả thuyết này một cách nghiêm túc. Họ thậm chí còn bắt đầu nói về những điều mà chúng ta, với tư cách là một nền văn minh, có thể làm để đạt đến trình độ tiên tiến như vậy. Giả thuyết cho biết nền văn minh tiên tiến này đã quyết định bổ sung công nghệ giúp tạo ra một vũ trụ mới từ con số 0. Việc này xảy ra nhờ xuyên hầm lượng tử. Đó là khi một nguyên tử có thể xuất hiện ở phía đối diện với rào cản, mặc dù được cho là không thể.
xét theo quy luật vật lý của thế giới chúng ta. Giống như nếu bạn muốn vượt qua một bức tường cao nhưng không thể dùng thang hoặc đi vòng qua vậy. Hãy tưởng tượng bạn có thể đi qua đó như một bóng ma. Trong thế giới của chúng ta, điều này là không thể. Nhưng một nền văn minh tiên tiến hơn có lẽ sẽ làm được, cộng với việc họ nhận ra cách họ có thể tạo ra các vũ trụ mới. Hiện tại, trên quy mô vũ trụ, chúng ta là nền văn minh loại C. Chúng ta không biết cách tái tạo một số thứ, ví dụ các điều kiện trên trái đất, khi ngôi sao trung tâm của chúng ta là mặt trời mất đi. Nếu cố gắng trở thành nền văn minh loại B, chúng ta sẽ cần học cách điều chỉnh các điều kiện để độc lập với mặt trời. Có nghĩa là chúng ta sẽ học cách sống ngay cả khi không có nó. Và nếu thăng cấp và trở lại hạng A, chúng ta sẽ biết cách tái tạo các điều kiện vũ trụ và tạo ra vũ trụ của riêng mình trong các phòng thí nghiệm. Chúng ta nghĩ về thế giới mình đang sống qua 3 chiều không gian: Đông, Tây, Bắc, Nam và trên dưới. Ngoài ra còn có chiều thời gian, nghĩa là chúng ta có thể phân biệt quá khứ và tương lai. Chiều thứ 5 sẽ đại diện cho một chiều bổ sung của không gian. Giải thuyết về sự tồn tại của chiều này lần đầu tiên được đề cập vào những năm 1920. Nó được lấy cảm hứng từ thuyết hấp dẫn của Albert Einstein, người đã nói rằng không, thời gian bị biến dạng bởi vật chất và năng lượng. Chúng ta không thể nhận thức được bốn chiều này, nhưng chúng ta thấy cách một vật thể chuyển động và quy nó vào lực hấp dẫn. Và có thể có một số lực khác như lực điện tư mạnh hơn lực hấp dẫn 1000 lần có thể giải thích mọi thứ đang diễn ra trong chiều không gian bổ sung kia. Chiều thứ 5 cong theo cách mà chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng suy nghĩ về nó đã được đề cập trong giả thuyết dây. Giả thuyết này xem vũ trụ là những dây năng lượng rất nhỏ chứ không phải hạt. Chúng dao động trong không thời gian 10 chiều, nếu 6 chiều được gom lại nhỏ hơn một nguyên tử. Điều đó khiến bức tranh về vũ trụ sẽ giống như một hòn đảo 3D trôi nổi trong không thời gian 10 chiều. Ngoài ra, chiều thứ 5 có thể là một lời giải thích tuyệt vời để chúng ta biết thêm về vật chất tối. Đó là thứ vô hình, có khối lượng. Nhưng hãy ngước nhìn lên khi trời quang đãng, bạn sẽ thấy hàng nghìn chấm nhỏ sáng li ti. Trông có vẻ như chúng đứng cố định, nhưng thực tế là chúng liên tục di chuyển. Trong 100.000 năm nữa, sẽ không có một chòm sao nào có hình dạng hoặc cấu trúc giống như ta biết ngày nay. Và hãy nghĩ về tất cả những sao lùn đỏ, sao nhỏ bé, những hành tinh, những thiên thể mà ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sao lùn đỏ cực kỳ hay ho. Chúng thường có kích thước bằng một nửa mặt trời và gần như sáng bằng 1/10. Dù không phải là vật thể sáng nhất trên bầu trời, nhưng chúng sống trong một khoảng thời gian rất rất dài. Phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra sâu trong lõi của sao. Đó là yếu tố khiến chúng tỏa sáng. Các ngôi sao lớn tỏa ra một lượng lớn năng lượng, đốt cháy nhiên liệu sao của mình. Nhưng những ngôi sao như vậy có xu hướng đốt cháy toàn bộ nhiên liệu chỉ trong vài triệu năm. Sao giống như mặt trời của ta thường sống khoảng 10 tỷ năm. Nhưng sao lùn đỏ không ngốn nhiều nhiên liệu như vậy. Ánh sáng của chúng không quá mạnh và chúng không cần nhiều năng lượng để hỗ trợ sự tồn tại của mình. Chúng giống như ô tô tiết kiệm năng lượng. Bởi vậy mà chúng có thể tồn tại trong hàng trăm tỷ năm. Một số sao nhỏ nhất có thể sống tới 10.000 tỷ năm. Phần lớn hydro trong các ngôi sao giống như mặt trời vẫn chưa bị tiêu tốn. Có nhiều khí này trong bầu khí quyển hơn là trong lõi của những ngôi sao như vậy. Nghĩa là phần lớn hydro không tham gia vào các phản ứng tổng hợp. Nhưng với sao lùn đỏ thì khác. Chúng luôn chuyển plasma trong khắp ngôi sao. Những ngôi sao này kéo nguồn dự trữ hydro mới từ các lớp ngoài vào lõi. Đó là thứ giúp phản ứng tổng hợp tiếp tục hoạt động. Rồi đến một ngày, trong tương lai xa, những ngôi sao như mặt trời sẽ cạn kiệt nhiên liệu và nguội lạnh. Vũ trụ sẽ chỉ có toàn sao lùn đỏ bé nhỏ. Chúng sẽ không có đủ năng lượng để tỏa sáng và làm bừng sáng không gian xung quanh chúng. Con cháu của chúng ta, nếu có, sẽ thừa hưởng một vũ trụ mờ mịt tăm tối. Khi già đi, một nghiên cứu gần đây đưa ra một ý tưởng rằng vũ trụ cũng giống như bộ não của chúng ta, chỉ là vũ trụ có quy mô lớn hơn não rất nhiều lần. Mạng lưới thần kinh của não chứa khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh. Vũ trụ, quan sát được, có ít nhất 100 tỷ thiên hà. Cả thiên hà lẫn tế bào thần kinh đều có cấu trúc tương tự nhau theo dạng một mạng lưới phức tạp gồm các nút liên kết với các sợi dài như sợi chỉ.
Nhưng trong cả hai hệ thống này, các sợi chỉ chiếm 30% tổng khối lượng, 70% còn lại là nước trong não hoặc năng lượng tối trong vũ trụ. Cách các thiên hà và mạng lưới tế bào thần kinh liên kết giống nhau đến lạ thường. Trong cả hai trường hợp, quá trình này đều tuân theo các nguyên tắc vật lý giống nhau. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu lại khẳng định sự tương đồng giữa não và vũ trụ chỉ là trên bề mặt. Tâm trí chúng ta tiếp thu các chi tiết bé nhỏ và liên kết chúng lại, sau đó đi đến một kết luận chẳng liên quan gì với thực tế, ví dụ như bộ não là một vũ trụ nhỏ. Sau hàng tỷ năm nữa, vũ trụ có khả năng sẽ mở rộng đến mức chúng ta không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời nữa. Để biến trái đất thành lỗ đen thì bạn phải nén hành tinh của chúng ta cho đến khi nó nhỏ bằng một viên bi. Và nếu bạn muốn mặt trời trở thành lỗ đen thì bạn phải nén nó cho đến khi ngôi sao này có đường kính nhỏ hơn 6 km. Thiên hà bùng nổ sao là nơi sinh ra hàng loạt các ngôi sao mới với tốc độ chóng mặt. Việc này thường xảy ra sau khi hai thiên hà hợp thành một. Trong khi trái đất chỉ có một vệ tinh tự nhiên thì sao Mộc được bao quanh bởi ít nhất 79 vệ tinh. Vũ trụ không chỉ có hành tinh lùn mà còn có thiên hà lùn nữa đấy. Những thiên hà lùn có chỉ từ 1.000 đến vài tỷ ngôi sao. Để so sánh thì dải ngân hà được tạo nên từ 250 đến 400 tỷ ngôi sao. Có một lỗ đen siêu lớn nằm cách trái đất 250 triệu năm ánh sáng, phát ra âm thanh trầm nhất từng được phát hiện. Nó trầm hơn 100.000 tỷ lần so với những gì tai người có thể nghe được, là số 1 theo bởi sau 15 số 0 đấy. Hành tinh Kell-9b cách trái đất 675 ánh sáng là một sao Mộc cực nóng. Đó là những hành tinh khổng lồ, nóng như thiêu đốt với khối lượng tương đương sao Mộc. Nhiệt độ ở phía ban ngày của hành tinh này cao đến nỗi nó có thể chia cách các phân tử. Chất lỏng trôi ngoài không gian sẽ tự tạo hình thành một quả cầu. Điều này cũng xảy ra ở quỹ đạo thấp của trái đất. Dải ngân hà của chúng ta có chiều dài hơn 105.000 năm ánh sáng. Tất cả các hành tinh của hệ mặt trời sẽ nằm vừa khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng mà vẫn còn dư rất nhiều khoảng trống. Các lỗ đen sẽ mì ống hóa mọi thứ. Điều này xảy ra khi một thứ gì đó vượt qua điểm không thể quay lại. Sau đó, lực hút của lỗ đen bắt đầu kéo căng vật thể ấy theo một hướng và nén nó theo một hướng khác. Thiên thể đầu tiên có hình xoắn ốc mà các nhà thiên văn học xác định được là thiên hà xoáy nước. Các nhánh dài của nó có cấu tạo từ khí và các vì sao và mọi thứ ở đây được phủ với bụi mịn vũ trụ. Khi đứng tại trái đất, bạn chỉ có thể nhìn thấy 5% vũ trụ. Một ngôi sao đến quá gần lỗ đen có thể bị xé toạc bởi lực hấp dẫn của lỗ đen đó. WASP-12b là một hành tinh khổng lồ cách trái đất 1.400 năm ánh sáng và được cấu tạo chủ yếu từ khí. Thật không may, hành tinh này có một số phận bi đát vì quỹ đạo của nó nằm quá gần ngôi sao mẹ. Khoảng 10 triệu năm tới, WASP-12b sẽ bị nuốt chửng bởi mặt trời tham lam của nó. Dải ngân hà của chúng ta và người hàng xóm gần nhất là thiên hà tiên nữ sẽ gặp nhau sau chưa tới 4 tỷ năm nữa. Khi va chạm, chúng sẽ tạo thành một thiên hà khổng lồ hình elip. Một trong những vệ tinh nhỏ của sao thổ là Enceladus. Nó phản chiếu gần 90% ánh sáng mặt trời. Điều đó khiến vệ tinh này trở thành một trong những vật thể sáng nhất trong hệ mặt trời. Nhưng vì Enceladus phản xạ thay vì hấp thụ ánh sáng mặt trời nên nhiệt độ trên bề mặt băng của nó hạ xuống mức âm 200 độ C. Ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời là Olympus Mons trên sao hỏa. Nó cao gấp 3 lần đỉnh Everest. Nếu bạn đứng trên đỉnh Olympus Mons thì bạn sẽ thấy các sườn của nó bị che khuất bởi độ cong của hành tinh đó. Trong hệ mặt trời của chúng ta, chỉ có hai hành tinh là sao Thủy và sao Kim là không sở hữu mặt trăng. Các nhà khoa học có kế hoạch đưa robot lên sao hỏa cũng muốn chất rất nhiều những loại thiết bị nặng lên các robot này. Robot cũng sẽ được làm từ những vật liệu chắc chắn hơn. Lý do là vì lực hấp dẫn trên hành tinh đỏ tương đối thấp. Mọi thứ trên sao hỏa đều nhẹ hơn gần 3 lần so với trên trái đất. Sao Diêm Vương có một vệ tinh với kích thước bằng một nửa hành tinh lùn này. Điều đó khiến vệ tinh Charon
trở thành mặt trăng có tỷ lệ kích thước so với hành tinh mẹ là lớn nhất từng được biết đến. Có 3 quả bóng gôn trên mặt trăng. Chúng được phóng lên đó trong sứ mệnh Apollo 14. Các nhà toán học khẳng định rằng có thể có lỗ trắng, mặc dù các nhà khoa học... Không gian trống không thực sự trống rỗng, ít nhất đó là điều lý thuyết trường lượng tử nói. Nó thực sự chứa đầy những rung động nhỏ có thể biến thành các hạt ảo nếu chúng có đủ năng lượng. Những hạt ảo này có thể tạo ra các gói ánh sáng có năng lượng thấp gọi là photon. Có một thứ mà lỗ đen nào cũng có, chân trời sự kiện. Đó là điểm không thể quay lại. Điều đó có nghĩa là một khi thứ gì đó vượt qua điểm đó, nó sẽ không bao giờ thoát ra được, kể cả ánh sáng. Và có một lực hấp dẫn mạnh xung quanh chân trời sự kiện. Lỗ đen sống sót bằng cách hấp thụ khí và các ngôi sao xung quanh chúng. Trong hầu hết các trường hợp, lỗ đen có một đĩa vật chất xoáy bao quanh nó, gọi là đĩa bồi tụ. Nó phát sáng rực rỡ khi tất cả những thứ đến quá gần chân trời sự kiện nóng lên và bị xé nát trước khi lỗ đen nuốt chửng tất cả. Khi vật chất đến gần hơn, nó bắt đầu di chuyển và chuyển động ngày càng nhanh hơn, đi xung quanh lỗ đen. Điều này làm cho đĩa bồi tụ phát sáng, đồng thời phát thảo bóng của lỗ đen. Về cơ bản chính là chân trời sự kiện mà chúng ta đang nói đến. Các lỗ đen thậm chí có thể muốn ẩn náu, nhưng chúng làm điều đó rất tệ. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bẻ và làm cong không gian và thời gian. Điều đó có nghĩa là bạn càng đến gần lực hấp dẫn cực kỳ mạnh này quanh lỗ đen, thì không gian và thời gian xung quanh nó càng bị xoắn lại. Đó gần như là điều mà Stephen Hawking đã nói đến từ 50 năm trước. Và không dừng lại ở đó, ông ấy còn đề xuất rằng nếu những hạt này tìm được cách thoát khỏi lỗ đen, chúng sẽ đánh cắp một phần năng lượng của lỗ đen. Và vì những tên trộm này nên lỗ đen mất đi năng lượng theo thời gian cho đến khi đến một thời điểm nó hoàn toàn biến mất. Ông cho rằng các lỗ đen giải phóng năng lượng dưới dạng năng lượng nhiệt hoặc nhiệt được gọi là bức xạ Hawking. Và bức xạ này không mang bất kỳ thông tin nào. Điều đó có nghĩa là khi lỗ đen bốc hơi, nó sẽ phá hủy mọi thông tin có được về ngôi sao đã tạo ra lỗ đen. Bằng cách đó, chúng ta không thể biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Và điều này hơi khó hiểu, vì các định luật cơ học lượng tử nói rằng thông tin không thể bị phá hủy. Xung đột này được chúng tôi gọi là nghịch lý thông tin Hawking. Theo Hawking, tất cả thông tin này không thực sự bị mất, mà được lưu trữ trong một đám mây gồm tất cả các hạt năng lượng bằng không bao quanh lỗ đen. Ông gọi đó là tóc mềm. Hiện nay, nghiên cứu mới này có thể là một giải pháp khả thi cho nghịch lý kể trên. Có lẽ bức xạ Hawking là phi nhiệt. Thay vì chỉ giải phóng nhiệt, lỗ đen có thể gửi đi một thông điệp dưới dạng bức xạ. Thông báo này chứa thông tin quan trọng về quá khứ của lỗ đen, các ngôi sao hình thành nên nó và các chi tiết khác mà chúng tôi tưởng đã bị mất vĩnh. TRES-2b là một hành tinh có màn đêm không bao giờ chấm dứt. Và đó không phải là màn đêm với ngàn sao lấp lánh thơ mộng trên bầu trời đâu. Ở đây, trời tối như mực và nóng như thiêu, như đốt. TRES-2b là một hành tinh khí khổng lồ, nặng gấp 1,5 lần sao mộc và bề mặt của nó hấp thụ ánh sáng tốt hơn cả than. Đôi khi, hành tinh này đỏ thẫm và hơi mờ vì không khí thiêu đốt như dung nham tươi. Xinh quá! Hệ sao 55, Cancri, có 5 hành tinh, 4 trong số đó là hành tinh khí khổng lồ, tương tự như sao mộc và sao thổ. Nhưng hành tinh thứ 5, hay đúng hơn là hành tinh đầu tiên vì nó gần sao nhất, lại khác biệt theo cách kinh khủng nhất. 55 Cancri E, gần mặt trời đến mức, một nửa bề mặt của hành tinh là đại dương dung nham nóng chảy. Theo đúng nghĩa đen nha, nửa còn lại chìm trong bóng tối vĩnh cửu vì nó không bao giờ thấy được mặt trời. Hành tinh chỉ luôn quay một mặt về phía ngôi sao mẹ. Giữa cái nóng và bóng tối, ta có vũng trạng vạ, một dải mỏng hư vô u ám. HD-189733B. Tôi sẽ không đọc lại cái tên này đâu. Là ngoại hành tinh duy nhất trong quỹ đạo của ngôi sao mẹ. Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy nó khá đẹp. Có xoáy màu lam và trắng tạo nên hoa văn tuyệt vời trên bề mặt. Nhưng những màu sắc dễ chịu này bắt nguồn từ các hạt silicat cứng trong bầu khí quyển. Tức là ở đây có mưa thủy tinh.
nhưng điều tồi tệ nhất là gió đạt tốc độ 8.700 km/h hoặc gần Mach 7. Mang ra so sánh, tốc độ lớn nhất của gió trên trái đất là 408 km/h, nhỏ hơn đến 20 lần. Do đó, thủy tinh rơi từ bầu trời sẽ di chuyển theo phương ngang với tốc độ siêu âm, cắt vụn mọi thứ trên đường đi của nó.